chị gái đậu xe trên cầu đại sư để cúng dường luôn nè, cô chú chị. Khá là đẹp ha. Dạ, Trần Nam mến chào cô chú chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam. Dạ cô chú chị ơi, thì ngày mới thì Nam cũng chúc tất cả cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc ha. Đây là quê hương của sư Minh Không đó cô chú chị. Thì sư Minh Không thì đang đi bộ hành tới. Thì hôm qua Nam chia sẻ video của sư Minh Không á cô chú anh chị, thì cũng nhận được khá là nhiều bình luận của quý khán giả cho dành cho cái video mà của Minh Không. Đó là một điều Nam vô cùng cảm ơn tất cả bà con cô bác mình cũng dõi theo và quan tâm sư Minh Không ha. Cảnh đồng quê khá là yên bình ha. Đó thì sư Minh Không thì ngày ngày cũng dẫn đi khất thực và đi bộ hành đó cô chú chị. Nam lâu lâu xuống rồi cập nhật video của sư Minh Không để cho bà con mình xem ha. Bữa nay Nam sẽ quay khắc thực xong rồi một hai clip Nam đi về Bình Dương á cô chú anh chị. Rồi lâu lâu thì Nam xuống đây thăm sư Minh Không lại. Tại vì sư Minh Không á, không có cần mình ông ở địa phương á, cho nên mình cũng không cần đi đâu tìm kiếm, lâu lâu mình về có thời gian thì mình chạy xuống mình thăm sư rồi mình chia sẻ cho bà con cô bác mình xem. Hình ảnh chú tiểu nhỏ lủi thủi một mình ngày ngày cũng đi trên những cái con đường quê. Một hình ảnh khá là đẹp ha. Hôm qua có bà con cô bác mình thấy y màu y của sư Minh Không á, ai cũng khen đẹp hết trơn á cô chú chị. Đây là mẹ của sư Minh Không nè, giờ đi nhổ cỏ nè cô chú anh chị. Đó. Sáng là cô phải đi nhổ cỏ tại gấp này do trời mưa, cô buổi chiều tối cô không đi bán vé số ha. Dạ con chào sư. Dạ, ngày mới an lạc hay sư? Bữa nay cũng là ngày con được tắm à. À, bữa nay là tới ngày ha sư. Bữa nay là nửa tháng. Dạ. Rồi, bữa nay sư rất là vui, bữa nay sư được tắm rồi coi xuống vậy cho nên sư ra khá là vui. Sư cũng khoe bữa nay là ngày con được tắm cho nên sư rất là vui và tươi ha. Nam cũng nói thật luôn á cô chú chị, mình một ngày mình không tắm thôi cơ thể mình đã rất là khó chịu, đặc biệt là nó gích khó chịu kinh khủng khiếp luôn. Còn sư tới nửa tháng mới tắm một lần thì một điều tới cái ngày tắm là sư rất là vui và mừng luôn á cô chú chị. Thì Nam sẽ mời tất cả cô chú anh chị mình xem video buổi sáng coi sư đi khắc thực và thổ thực như thế nào ha.
À, có một anh trai cúng dường cho sư một ổ bánh mì hay cô chú anh chị, khá là đẹp ha. Hình một tuy là một ổ bánh mì thôi cô chú anh chị nhưng mà khá là nhân văn và đẹp. Thì bây giờ Nam sẽ mời tất cả cô chú anh chị mình theo dõi hết nội dung của video ha. À, thì hôm nay Sư Minh Không đổi hướng đi ha cô chú anh chị, đi đường hướng ra chợ và ủy ban xã ha. Cái đường này thì khá là đông cộ xe qua lại ha, đi ngang khúc tới nữa là ngay trường học và ngay chợ rất là đông. Nãy có một cô khúc giường mà nãy Nam quay không có kịp. Có đường buổi sáng ở đây thì xe cũng khá là đông ha. Đó thì Sư Minh Không đang đứng đợi khắc thực nè cô chú anh chị. Khá là đẹp ha. À, chú đem ra cúng dường mà. À, trái bắp. À, chú cúng dường trái bắp nha cô chú anh chị. Khá là đẹp ha. Nói sắp tới chút nữa là trường học rồi cô chú chị, không biết sư ghé hay là đi thẳng không biết. Nếu đi thẳng là đi vô ngang chợ với ủy ban, lên tới bên kia là có ngã ba rẽ vô ủy ban. Mà sư dắt tới đây chắc rẽ chứ không có đi thẳng ha. Đi luôn rồi. Dạ không. Ở bữa nay sư đổi hướng hả sư? À, sư đi vô đây để cắt thịt luôn nè cô chú chị. Không biết bắt tử buổi sáng sớm, không biết có gì không biết. Cũng có nhà không nghe tứ chị, chứ không phải nhà nào cũng sáng sớm cũng có rồi sẵn á.
Hình như là không có ai hay hết vậy. À, cô này cô bán bánh mì tính cúng dùng bánh mì nữa, nhưng mà sư có bánh mì rồi cô chú anh chị. À, sư túc tiệp ha, túc tiệp đi ha. Để lại cái khu chợ này rồi có ai không? Chạy 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 nhóm nhóm chạy bán tự phát. Rồi lại chập rau này nó cũng vườn rau cái là lại ta luôn đó nha. Trời ơi, ngồi gặp chị gái mặc áo của sư Thích Minh Tuệ nè cô chú chị, đang ngồi quán ăn ha. Trời ơi, mặc mặc áo của thầy mà ngang gặp gặp đệ tử của thầy không chào chạy chết luôn rồi. Vậy là có lỗi lắm nha chị ơi. Ông đi tùm lum đường hết chứ. Không có ai ra hai cô chú chị. Nó có những có nhà thì người ta biết hay người ta ra, còn có nhà ta không hay là ta không có ra. Đó, lại cái cô bán bánh ha. Đó. Rồi, cô cúng dường hộp bánh ha cô chú chị. Hình ảnh của người dân ở Tân Tây Gò Công ha, khá là đẹp ha cô chú chị. Khá là tuyệt vời. Sư tiếp tục ghé đây khắc thực nữa ha cô chú chị. Nhà này có gì để cúng dường cho sư không biết. À, không có ha. Đó thì bây giờ Nam mời tất cả cô chú chị mình theo dõi tiếp theo nội dung buổi sáng khắc thực ngày hôm nay ha. Chị gái đậu xe trên cầu đợi sư để cúng dường luôn nè cô chú chị. Khá là đẹp ha. Rồi, sư cũng gieo duyên là lại cô chú chị, hình ảnh khá là đẹp ha. Sau khi sư thọ thật xong bây giờ sư đi về về cốc ha cô chú chị, để bữa nay giặt y ha.
đi hướng này vô. À, sư đi hướng đó. Về để tranh thủ xuống tóc rồi giặt y để thôi, chưa chưa bắt đầu mưa nữa cho nên là không kịp với cô chú chị. Để coi sư đi hướng nào ha. Dạ phải. Đó cô chú chị. Thì Nam vô cũng lấy xe nào cũng về ta. Chia tay sư ha cô chú chị ơi. Tiếp tục hành trình về Bình Dương, mình đi bán nước tương tiếp tục ha. Sau khi mà sư thổ thực xong á. Đó thì còn nho nè. Rồi đồ ăn bắp này tùm lum như này cô chú chị. Chuối chưng nữa nè, wow. Bốn năm món luôn. Nguyên chùm nho chà bá luôn, nửa ký rồi cô chú chị. Hả? Bữa nay sư ở khu thành phố Buôn Ma Thuột. Thì Nam cũng tạm xin phép kết thúc video nha cô chú chị. Và cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi kênh của thằng Nam cũng như là theo dõi những sư mà Nam hữu duyên gặp và chia sẻ cho bà con cô bác mình xem. Đó thì Nam cũng một lần nữa thì chúc cho tất cả cô chú chị mình thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc ha. Và đừng quên đăng ký với bấm like cho kênh thằng Nam ha.